Ôi giời ơi. Đẹp. Gọi là cháy phố rồi. Anh thì về đây đây là tắm rửa xong các là người ngậm nó sạch sẽ thơm tho hẳn nhỉ. Đâu. Ông biết đồng định dịch lấy từ chữ mà không đánh vần được. Không đánh vần được. Học hết lớp 2 mà biết đọc biết viết là giỏi rồi. Vâng. Quá cháy phố các bạn. Giờ là tầm mấy giờ rồi Khánh ơi? 6:45 các bác. Thời điểm này là thời điểm khu vực Sapa và nhà hàng của anh Hải đang rất là nhiều khách tới. Đấy, buổi sáng thì là sẽ ít hơn bởi vì ăn thì là từ trưa từ chiều tối. Bây giờ là đi sang đây là đúng thời điểm xem là ngó. Đấy, học là xem các anh chị làm gì mình học theo. Anh Sự mặc bộ này vào tự tin hơn hẳn nhỉ. Vâng. Đáng nhẽ là hai người mặc áo trắng thành bạch mã luôn. Đấy, hai người luôn. Mai đó, mai mặc áo trắng. Đấy. Hôm nay mặc áo đen. À, ai mà hỏi mình làm gì bảo là nhớ làm ở xã nhá. Không được nói là ở nhà trồng lúa nhá. Trước này anh đi với các bác là đi ăn cơm ấy trong xã thì mà bảo là chắc chắn anh sẽ làm một cái gì ở trong xã hoặc là trong huyện. Ở đấy. Anh bảo là thôi anh không làm cái gì rồi. Họ không tin nó bởi vì đi với các cán bộ mà. Không tin được. Bụng thì to nhìn giống kiểu người sướng ấy, ăn xong rồi ngồi ấy. Như thế này nhìn nó không đúng kiểu dân ơi nhỉ. Bây giờ mình dần dần là mình cũng không còn thành dân nữa rồi. Mình phải khác một tí. Chiều tối. Các chị này hình không phải người Việt Nam sao ấy. Đang cầu nguyện. Ấn Độ à? Anh không biết. Anh phải hỏi chứ, phải giao lưu chứ. Không biết ở các bác ở bên đó, các khu khác thì có mưa không? Sapa đang hơi mưa lất phất một tí. Các bác có dự định đi tham quan Sapa thì mang theo áo ấm. Hơi mưa phất phất một tí. Khánh mai xem là có nước hoa xịt cho Sự thêm tí nhá. Okay. Nay tắm sạch chưa? Anh Sự. Sạch ạ. Đấy. Thế được rồi. Thế được quá rồi nhỉ? Quá được. Nhìn như hai lãnh đạo. Các bác thông cảm nhá. Sự bây giờ Sự mới được mà thế này nó đi theo em mới được mà thế này. Đấy, đây đứng xa xa. Nhà thì cả đời thì bé chưa mặt thế này bao giờ đâu. Các bác hiểu biết là những thời gian vừa rồi ấy. Con đường tình yêu. Từ cái khu này, đây là khu Bờ Hồ các bác. Dân tộc quán là cái quán to kìa. Ở cái khu này là khu đỗ xe. Tất cả các xe to, xe lớn, xe 49, 50, 20, xe 29 chỗ trở lên là đều phải đỗ ở đây. Khu này như kiểu ngày xưa là bến xe, nhưng bây giờ là không còn là bến xe nữa. Đây khu này sân vận động các bác ạ. Dưới này là bến xe ở đằng kia cơ, đằng khu chợ cơ. Anh Hải này thực ra là fan cũng rất là phục anh ấy, từ người mọi người cứ bảo là nhìn thấy anh bây giờ là có cái cơ sở thì bảo là ông ấy xưng ra là từ vạch đích rồi, nhưng mà thực ra là anh Hải là chui từ dưới bùn lên các bác. Ngày xưa anh ấy còn đi đánh giày cơ mà. Anh Hải là ngày xưa đi đánh giày luôn. Đấy, xong là phụ xe rồi đi bắt khách ở ngoài bến. Bây giờ mới con người ta biết nỗ lực phấn đấu mà chớp được thời cơ thì người ta vươn lên. Đi thẳng đi anh, Khánh đi nhanh lên. Không một ai không ai có thể là nếu mà không những người mà người ta giàu từ ban đầu người ta có tiền thì chưa chắc là đến lúc thời điểm hiện tại người ta được như bây giờ. Đây cái khu nào mà các bác thấy nhiều xe nhất là cái khu vực sân vận động này này. Bán xe khách thôi. Hôm nay là đầu tuần, hôm nay là thứ ba các bác. Nó cũng không đông khách bằng cuối tuần. Cuối tuần thì sẽ rất là đông. Hán chưa? Tôi khoe khắp làng rồi. Đó. Quá hảo hán rồi đấy. Không phải là hảo hán nữa mà là hảo hảo rồi. Mì tôm hảo hảo rồi.
mọi người đang bị choáng ngợp với cái vẻ đẹp của Sapa các bác ạ. Cái khu này là có nhà của anh Hải Sapa TV dân tộc quán, là nó rực rỡ nhất ở đây rồi. Rất là dễ có thể nhận biết được cái khu này là khu để xe này. Đấy. Các bác đến đây ăn các bác thoải mái để xe. Có những chỗ như Sapa là không có chỗ để xe đâu. Nhưng đây thì bãi thoải mái mênh mông luôn các bác, để 4-50 cái xe thoải mái luôn. Các bác lái xe là rất là sợ cái vấn đề là đến ăn mà không có chỗ đỗ xe. Đầu kia thì quá là một tí là chợ, chợ trung tâm của thị trấn Sapa. Đi quá thêm một tí nữa thì lại là bến xe ở ngoài đấy. Đây là vùng khu trung tâm các bác. Một ông hảo hán, một ông hảo hảo. Sang đường phải lắm tay nhau, không thì mỗi người một đấy. anh em được cái là bảo gì nghe đấy. Ôi, siêu to khổng lồ các bác. Dân tộc quán, thịt trâu gác bếp, bả bỉnh tôm, lợn hun khói, cá nhảy, gà đen, lợn mẹt, cá tầm, cá hồi. Cá tầm, cá hồi là đặc sản ở đây rồi. Phe ngồi đây là đang quan sát tổng thể các bác. Qua mới sang thôi nhưng mà thấy cái phong cách phục vụ rất là chuyên nghiệp các bác. Từ cái bước khách xuống xe, sau đó là đến bước đón vào lễ tân, sau đó là đi vào order, tất cả các khâu là nhuần nhuyễn hết. Phen để ý là có hai bạn nhân viên order và cái bạn mà đang tiếp khách áo đỏ kia kìa, là hai bạn đeo mic, đàm có mic. Còn đâu các bạn ví dụ như ở đằng lễ tân này này, các bạn ấy không cần phải đeo mic lên tai, bởi vì các bạn order này là cần sự nhanh nhẹn, không vướng vào cái đàm này. Ở ngoài thì anh Sự đang quản lý khu vực an ninh. Giống như Tôn Ngộ Không. Oh my god, looks so good. No, just basically. So how many times you practice it? Like
Not too much. Uh-huh. Long amount of time you didn't get it. It's all about practice. No. The different ways. It's not the same. Different ways. Four. Okay. No. In this one, you do it. Slowly. And now. Yeah, but you have to do it here. Yeah. And now the same. One, four, here. Cho anh sự thử nào. He's gonna have to try. So happy to teach for him. Happy to teach for him. He gets it. He's waiting. Oh, really? He's waiting. Really? Yeah, no. Hold on, look. What? Me? He can't do it. Oh, really good. Oh. Oh. Get in. Very good. So where you come from? Tây Ban Nha. Uh-huh. And Tây Ban Nha. I hear you. You can speak Vietnamese? No. I hear it. So, I can speak Vietnamese. So how long have you been here? How long? For a week. For a week. Yeah. And now you have how many times? How many times here? I'm living still tomorrow. Still have. So how many times still have now? How many times? Still half here. Uh-huh. Just about 10 hours. Uh-huh. Then I leave to Hanoi and then Ninh Binh. Today I went up to Phan Xi Păn. Oh, really? And my legs are tired. Uh-huh. So how about the restaurant here? Restaurant? Yeah. Uh-huh. I actually was going to another one. Uh-huh. I'm not gonna lie. I think in here, in the Sapa city here, I think the Dân Tộc Quán Sapa TV is the best one. The bad ones. The owner, his name, you see, have a see the picture over there. Do you need? The his owner. His owner? Yeah, exactly. He's so famous on the YouTube and the social media. Right. Yes, the YouTube. Uh-huh. He makes the YouTube. Mm-hmm. He's famous here. Right. And the food's so delicious. Mm-hmm. Uh-huh. Yes. I've been eating Vietnamese food now for a week. Uh-huh. Since I just got here. And I want some different food. Thank you. Is it Ka? Ka is always normal. Get over it. So how about food in Vietnam? Vietnam food? Good. Delicious, yeah. I love Vietnamese astronomy. Uh-huh. In here, the local people, they have about the special, the fish so like on the mountain, only the we call with the cá tầm and cá hồi. It's cá tầm and cá hồi in here. Only he have it like a sesame. It's a mix like a sesame. It's very good, delicious, and so fresh. Not interested in this moment. Very nice to meet you guys. Thank you for coming. Uh-huh. Oh yes, I hear it. You Thì hôm nay Sang cũng mệt rồi, anh em mình ấy, mình nghỉ sớm rồi mai sang tiếp 8 giờ. Đi anh em mình về mai sang sớm. Anh em mai 8 giờ nhỉ. Ban quản lý vừa bảo 8 giờ. Rồi đi ra này đi. Đi ngó chợ tiếp một tí. Chào nha. Chào em nhá. Cố gắng nhá. Đâu? Cái gì đây? Có én. Đâu? Ôi giời ơi, tưởng cái gì? Tưởng nhà cao tầng quá. Nhà cao tầng quá không đi. Đi nhìn đường nhá. Có én ở nhà tầng thế này hơn ở trong hang. Sapa về đêm lại nhỉ? Anh Hải vừa có sắp xếp cho mấy anh em ăn nhẹ, ăn qua rồi các bác. Bởi vì đúng ra ấy, thì là nhân viên ấy, là sẽ là xong là ăn là lúc 10 giờ. Còn đâu buổi sáng là ăn từ lúc 8 giờ, và buổi chiều ăn lúc 2 giờ. Đấy, hôm nay là vẫn chưa bắt được nhịp. Nhưng mà vừa lại ăn nhẹ giờ là vẫn phải đi ra đây xem là ra chợ là xem có đồ gì ăn mình ăn nhỉ. Ngoài chợ là nhiều đồ ăn lắm. Sapa nó thiên đường đồ ăn về đêm.
À, A Sự cho đeo quả chìa khóa cho Oai. Đeo mông ấy. À đấy. Cái này rơi mất. Ấy, đúi rồi ôi. Ôi trời ơi. Quá là đẳng cấp. Quá là đẳng cấp rồi. Mời bắt vợ từ chiều giờ là như nào? Có bắt được không? Không dám nói à? Dù ông ấy lượn mình mấy vòng đi bắt vợ. Nhìn như này không phải bắt họ cũng vù vào ấy chứ đơn giản à. Đây, chợ Sapa các bác. Phía đằng trước. Nhưng mà cái thiên đường ẩm thực đó đằng sau cơ. Đi đi đường này cũng được, đi đường tắt cũng được. Đó. Mình đi bộ đâu phải dừng đèn đỏ đâu. Cứ đi thẳng thôi. đeo lệch cả mông đi nhờ. Nhưng mà thực ra là đeo cái này tự tin hơn đâu. Anh cứ nhận anh là ông chủ đi. Đấy, bên trong là chợ các bác. Đi vào đi anh này. Đấy. Cứ xông thẳng vào thôi. Bánh hạt rẻ. Bây giờ bao nhiêu tiền một cái hả chị? 5.000 cái à? Vâng, thế cho em 2 cái ăn tạm. 3 cái. Dạ vâng. Bánh hạt rẻ. Vâng. Chị xinh đẹp ơi, em là em thôi, không phải là anh đâu chị ạ. Vâng. Em thấy chị rất là xinh gái nhưng mà chồng chị đứng đây đếch dám trêu. Ờ, em không phải chồng đâu, em phải chồng thôi. Cái khu bán dao lại ngay đằng sau cái gì, không biết chạy kiểu như. Không phải chồng em đâu anh ạ. Mấy ông bán dao ngay đằng sau thì biết chạy. Dạ. Em có mỗi một tờ đấy thôi chị ạ. Anh có tin lời không? Nhưng mà chết thật. Không có. Nhưng mà thật với chị là không có. Này. Đây này, hết rồi này. Không có. Em đã bảo với chị là không được gọi em bằng anh. Ngon không anh Sự? Ngon. Ừ. 10 người mua một cái bánh đưa 500, 10 người mua 10 cái. Chị xinh đẹp ơi, ở trên này là chợ tình đúng không? Đúng. Nhưng mà có gì đến trên đấy không? Đây là quán chợ tình, chợ tình ở trên chỗ nhà thờ đúng không? Chứ không có tính tang gì ở trên đấy à? À thế nào? Chị ơi chị. Ừ. Ơ sao? Anh này mới học hết lớp 2 anh cũng biết tính. Cảm ơn chị nhá. Nhưng mà anh mai hay ngày kia anh về anh ngộ em nhé. Em đã bảo với chị này, em không phải là anh, em là em, được chưa? Đấy. Vâng. Anh này là sếp của em ấy. Ta đưa một tờ này, đưa nhiều tờ nhé. Em nhiều quá. Anh này, có cả bánh ăn mà có cả tiền. Đủ cả tiền. Anh này là sếp của em ấy, em là nhân viên à. Anh thấy đeo chìa khóa tệ cái đít rồi. Đi. Cảm ơn chị xinh đẹp nhá. Lần sau mà chị có bán hàng thì xa xa mấy cái bà bán rau ở ra này còn dám trêu chị chứ. Cầm đi. Dạ. Ôi dồi ôi, rau đây. Đó. Đó. Bán rau này thì sợ lắm. Dạ, rau. Dạ. Lại mông không? Ờ, ra mông này. Mông này mà là. Mông này. Này mông à. Mông này. Đây cũng mông mà. Cũng là mông mà. Cái giống mông à. Ờ, cái giống mông à. Ừ. Mông nhưng mà đang được đi học thạc sĩ. Vâng. Cái của chị. Ờ, có giờ nghe. Ờ,
chuyên ngành trông xe. Nào đi, hôm nào về mới mua được chứ hôm nay làm sao mua được. Cho em mượn 100 đỡ. Chanh nhỏ. Chanh mà. Ông một chết rồi dưới ta hết. Chào, không thấy trả lời gì. Ông này là ông TikTok bông. Người Ấn, chắc Ấn Độ. Cảm ơn chị nha, so xanh à. So xanh nâu nâu à, đây so xanh tin nâu à. Lúc mà mua chế mới mua được. Bánh này bánh hạt rẻ các bác. Đến khu vực vùng cao Hà Giang là Sapa là ăn bánh hạt rẻ rất là ngon. Đông chưa? Hôm nay không phải cuối tuần nhưng cũng rất là đông. À, chị này người Hàn Quốc. Anh ơi kem nhỉ. Xuống đây xuống cái bảng đi. Anh lấy cho người. Xuống đây xuống đi cho cái chú Thắng này lấy cho hộ cô này cái thứ bảng mới. Anh em ngó nghiêng đi, xem đi. Cái chỗ nào mà có nhiều thịt ý, nhiều đồ ăn ấy, ra là kia. Đi đi. Đây đây có mấy bào khoai tây này. À xin lỗi các bạn. Mấy người Tây bảo đấy. Đấy. Vào giao tiếp luôn. Dạ. Đây. Đó. Thắng cố. Làm A Lử à? Mình là A Phen, không phải A Lử. Mình A Phen. A Lử cho A Phen một bát thắng cố à? Một bát cho được 3 người ăn. Bát siêu to khổng lồ. Bao nhiêu như nào? Có cái gì nữa? À, còn bốn trăm là có những cái gì? Trong đấy có thắng cố này, rau nấm mì tôm, như là mình thêm. Được, 400.000. Quyết một. Rau Sapa ngon lắm, rau cải mèo bắp cải, rau muống. 400.000 đúng không? Không mà, thắng cố là thắng cố. Thế là thắng cố gì nhỉ? Gọi là thắng cố gì nhỉ? Thắng cố ngựa anh ạ. Này các bạn, nóng hồi hổi luôn. Vừa thổi lên vừa ăn. Vừa thổi vừa ăn, bỏng. Đây vào đây sạch sẽ ngon. Dạ vâng. Trắng như ngọc trinh anh ạ, lòng. Trắng. À, cái gì? Trắng như ngọc trinh ạ. Trắng ngon như ngọc trinh, anh em vào đi làm lẩu cho ngon ạ. Trắng như ngọc trinh. Có rau nấm mì tôm bao kèm hết. Rau nấm mì tôm à? Rồi rau Sapa nhúng vào ngon đấy. Nhưng mà mình bảo này, bây giờ như này là cái cà với ở trứng trễ kia là bao nhiêu tiền? Đây này. Em mà theo phần anh ơi. Trễ kia trần em làm 150 một phần anh ơi, thật phẩm luôn. 150 một phần á? Yeah. Không, mình ý là mình thắng cố mình lấy khoảng 200 thôi. Nếu mà ăn lẩu nữa không được anh ạ. Thế à? Nếu mà anh ăn em lấy 300. 300 một nồi. 300 một nồi à? 300 một nồi với cả thêm cả kê với cả cái này vào. 150 cái này nữa nhá. Đó. Thế là bán được 450, vừa nãy được bán được 400, này bán được lên ăn thêm 50 đúng không? Lời mình lại được thêm một món nữa. Đúng chưa? Anh vào kia đi xong anh sắp bàn ăn lẩu. Ok. Nào đi. 3 đây. 3 đây bà. Năm lầu năm phố 300 một bát trần sập cổng 150. Ok, quất luôn. Quất luôn à? Quất luôn rồi. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? 55.000 anh ạ. 55,000. So it gives me the 55,000. 55,000. Yes, yes. Sis, có tiền đổi không? Có tiền đổi. So easy for you to change money, easy không? Okay. Yeah.
trả lại 150. Rồi Pháp, đây, các em về bên này. Đây, đây cháu đưa cho. Get back for you 100 and keep. Yeah. Get back. Wow. Lần trước là Feng với Ái Mí với Pơ là quay ở nhà này rồi. Nhớ chưa? Viết trên bàn. À, nhớ mình không? À, mình là em của anh Hải. Hải nơ của anh. Hả? Hải, Hải gì? Anh ấy xem đấy. Mai anh ra anh từ quán luôn đấy, đừng có đùa. Đâu, cái này là cả xã hội biết. À, thế yeah. Việc văn của anh ấy ai chả biết. Phen biết mỗi tội Phen không dám nói. Các bác, lần trước Phen với cả bếp trên bàn ăn ở nhà này cũng rất là ngon các bác. Bà chỉ này. Nước chấm ngon. Thần nước, thánh. Hết nước chấm. Thần thánh của anh Hải. À. Khác của anh Hải là có ốc. Nó ốc đúng không? Đúng không? Ốc thì mình ốc phải nó bùi ngậy hơn. Anh ạ, ốc thì mình phải bán giá khác không bán giá này anh ạ. Yeah. Đấy. Vừa nãy lúc vừa nãy là chưa nhận ra mình đúng không? Có chứ, nhưng nghe một người nếu mà nói ra thì em nhớ, nếu mà biết trên bản người kia là nhớ. Mình ở bên Hà Giang sang. Hà Giang, có một cái chị nào gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Nga Sumo. Biển, biển cái gì nhỉ? Thái Nhà Biển. Thái Nhà Biển cũng ở bên đấy đúng không? Thái Nhà Biển ở trong tận chỗ Nghệ An, Đà Nẵng cơ. Tên của anh là gì? Tên của mình là Feng Feng. Feng Feng. Feng Feng Vlog. Tối nay nhà mình sáng nhất chợ Sapa rồi. Okay, luôn. Sáng mai mới sáng được. Ăn được quán anh nhá. Sáng mai sáng ngay, cho sáng nhất đi anh. Sáng phải xem combo gì. Ngon bổ rẻ anh ạ. Ngon. Nhiệt tình thân biến. Được. Nói chung là kéo lại cái phong cách phục vụ. Đấy. Nhưng mà thực ra là phải quan sát ở khu vực này là có mỗi sạp này là đồ nó nhiều mà phong phú. Đấy, nhìn xanh đồ tươi mới. Đồ phải phin luôn, phải bọc luôn. Ừ. Ngày nào khách cũng dầm dầm. Chỗ này họ bán cái gì mà đông ấy nhỉ? Xem bói. À xem bói à? Xem tay xem tướng. Thế yeah. À? Ồ thế nhỉ? Mình ra mình xem nào. Đây chờ. Thôi để mai ra xem. Cô ơi cô, hôm nào họ cũng xem à? Đây này, bên này hôm nào họ cũng ngồi đây xem à? Thế thì mai ra xem. Mai ra xem. Chỗ này hôm nào họ cũng xem đúng không? Đúng rồi ạ. Để họ xem họ chuẩn không? Có chuẩn không? Tùy tùy người nhá. Nói mình chuẩn nhưng nói người khác không không chuẩn, mình không dám nói. Thế nhỉ. Anh em ngồi đi. Đấy, thả rau xuống được rồi. Nhưng mà mình bảo này thắng cố ấy, mình bây giờ anh em mình ăn trước một hai miếng đã cho nó nguyên vị thắng cố. Đấy, cho rau vào. Đâu, ô đây làm luôn cái này trước đi. Cho nó luôn đi anh. À, chuyển luôn này anh em ơi. Anh sợ vào đây. Đây. Đấy. Vâng. Ai giỏi. Quá tuyệt luôn. Anh sợ đâu? Thẩm định xem là chất lượng tốt không? Đây, mang bát về đây. Khánh. Đây bát đây. Sợ đây. Đây. Đây anh sợ đây. Đây. Thử luôn quả này cho Khánh quả. Đây sự quả này to này. Bắt đây rồi Khánh đây này. Này ăn đi. Đây. Rồi. Đây Khánh. Ăn đi. Anh sự làm quả to này em xem nào. Xin mời các bác nhá. Đấy, bỏng nhá. Chấm cái này nước chấm này thần thánh này. Chấm sâu vào. Chưa nóng. Ừ. Sợ bỏng à? Rồi, đâu xem nào. Từ. Các bác. Nó bỏng nhá. Chấm nữa đi. Quấn nữa đi. Từ rồi. Quả này to quả của Khánh nào. Xin mời các bác nhá. Thôi. Mời em Khang nhá. Nào. Rồi bỏng. Cái chấm khen này. Bỏng quá. Cái nào?
cái này là chấm, cái này này này. Rồi, ok. Ừ, mình cảm ơn nhá. Bỏng lắm. Bỏng, bỏng à? Bỏng đứa à? Cái sự. Nó bỏng quá nhỉ em. Bỏng, bỏng quá. Đấy. Cái này thì nó đỡ ấy hơn này. Chị cái này này, Khánh à. Ê, bỏng ăn đứng. Lấy màn đi. Đây. Đấy, nó nguội nguội ra không tí lại bỏng. Review. Rồi. Ăn để chấm béo. Ăn đi. Ăn này đi. Đảo cái này đi. Mời các bác. Mời các bác nha. Cái này là chấm thắng cố. Còn cái này là chấm ấy đây. Vâng. Bắp chanh. Bánh sữa làm quả đấy em xem nào. Làm lại nào. Sẩm bọng lắm. Ngon không? Ngon đấy. Đang. Ngon nhưng mà bọng. À. Vừa đấy. Ngay mùi hả chứ à? Bùi không? Bùi nhờ. Ngậy. 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 Nào, vào đây bé tí đấy Khánh. Mời các bác nha. À. Ôi. Quá to luôn. Này sướng nhất luôn nhỉ. Sapa nó lạnh lạnh các bác. Sapa nhá. À. Ui. Ngon không? Ngon lắm. Quá tuyệt luôn. Này, ăn đồ ngon luôn các bác. Này, cái này này cái chế các bác. À. Đúng rồi. Làm thắng cố trước đi. Tí nữa mới thả rau. Mình ăn gần hết mình mới thả rau chứ không thắng cố hay thả rau vào là nó mất vị. Đúng rồi. Thắng cố là chỉ có nguyên thắng cố thôi. Bài của em vẫn như bài anh. Tí mình còn nước thì mình thả thôi. Thả rau thôi. Sapa, đúng rồi. À. Anh sự làm quả khấu đuôi đi, có cái vòng tròn đấy cũng giỏi đấy. Quá nóng. Chấm ngập vào, đấy, sâu vào. Đúng lắm. Chấm nó phải cuộn vào đấy, nó mới đấy đúng rồi. Cặp bát em. Xin mời các bác nhá. Rồi, làm đi. Có ngựa Sapa nhá. Ngon nhờ. Vâng. Tình hình thế nào? Tình hình nào? Tình hình rất là thú vị ấy. Không nói đến lời nữa nhờ. Vâng. Đó. Đây các bác. Úi dồi ôi. Đấy. Vừa nãy bảo 400.000 bây giờ mình có quan hệ biết phèo phèo tí là cho thêm nhiều ấy. Uy tín các bác. Tí luôn. Đây. Chấm vào cái này. Này đúng là khấu đuôi rồi, lòng già rồi. Mai cho anh em ra xem bói. Ê, xem ông nào giàu hơn ông nào. Xem bói à? Ê, em tướng như Mai. Vâng, vâng. Tiếp cái này đi em, anh em ạ. Ăn đi. Này đi, này. Đây, đây, này. Ăn đi. Ừ. Ăn đi. Đây, cái này, chấm cái này. Ừ. Ui, anh sự cho em miếng này à? Vâng. Ngon đấy. Quá ngon luôn nhỉ? Vâng. Nói thật với các bác là hết chỗ chê luôn. Bát này em. Đúng là mùa đông đang lạnh lạnh. Quá ngon rồi các bác này. Úi dồi. Tuyệt vời luôn. Đi. Còn này mà. Thằng cố các bác. Này mùi này, à cái thìa này bé quá. Anh em lấy đi. Ăn đi. Đâu mang cái bát đây em xúc cho. Ăn gần hết xong mới thả. Mấy thả rau vào, rau mình ăn cuối thôi. Nào. Chà đá, chà đá. Chà đá, em gọi cái kia cho nhắc nhé. Em không bán, em không bán, em không bán, em không bán. Chị em muốn lòng bán. Cho em thấy à? Đó đấy, còn này. Cho em fan đấy. Đây, 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 của em đây còn rồi. Ừ. Anh em ăn đi. Càng kết cái bát lần nhất này. Mình ơi, mình. Thôi cho nước trà đá cho dễ nuốt. Ờ rồi ok, cho hút giúp ba.
ba cốc nhá. Chàng xin phép các bác ạ. Đây, anh Sự vừa cho miếng này, phải ăn miếng này đã. Chưa. Tuyệt vời. Nhưng mà ngày mai có khi là anh em mình chiến đấu là đến tận 10 giờ đêm đấy. Lúc đấy là mới được nghỉ giải lao. Sáng từ 8 giờ. 8 giờ đêm mới được. Hôm nay mới sang đây là 10 giờ đêm. Mọi người nghỉ ngơi tí. 2 giờ sáng đến 2 giờ chiều. 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Bắt đầu từ Rồi buổi trưa thì nó sẽ ít khách hơn buổi tối. Đấy. Anh em mình nhưng mà nhà hàng đấy chắc chắn là nó sẽ đông khách rồi anh em phải. Ừ. À, mời các bác đi. À, anh em mình mời các bác đi. Các đang làm quả bé bé này. Mẹ mẹ. Dạ vâng, cho cháu mấy cốc cả đã. Anh Sự. Tuyệt vời luôn. Anh Tí ơi, vào đây. Đây anh em. Anh em mình cạch cái nhỉ. Thu tiền luôn hả? Thu tiền luôn hả? Anh Sự đâu? Xuất kho. Cầm đây, em cầm cho. Vâng. Không tí anh em chạy trốn mất đấy. Không phải chạy trốn. Bao nhiêu cô nhỉ? 20.000 nhiều con nhớ thật bán. Bao tiền ạ? 20.000. Đấy. Nào anh em. Anh em quyết thắng nhá. Ok. Đò quá rồi các bác. Đây này. Đang định đi dạo tiếp các bác nhưng mà trời mưa to quá. Này, đang mưa to lắm. Cái gì nhỉ? Chimochia à? À, những em bé này là gần như đang bị lợi dụng bởi vì có những người lớn là tiếp tay cho cái việc là bóc lột sức lao động của trẻ con. Không giống như trẻ con ở bên Hà Giang. Trẻ con bên Hà Giang buổi chiều là cứ đi học về đấy, xong là đứng lấy hoa bán ở đường đấy khác đấy, lấy về để giúp cho gia đình. Nhưng cái này là có một đội ngũ tiếp tay ở đây. Đây có hai bạn người nước ngoài đến chỗ kia mưa quá là phải chuyển về đây. Nhìn anh Sự đẹp trai quá là không tới nữa rồi. Video của Phèng Phèng chia sẻ với các bác về buổi tối ngày hôm nay. Cập nhật tình hình tối nay đã đi sang đấy. Lúc buổi chiều tối đã ở đấy để thực chiến học tập qua. Khánh là quản lý nên các phòng, các tầng ăn đấy là cũng đã xem qua rồi. Anh Sự thì ở ngoài khu vực xe rồi. Thì ngày mai là tầm 8 giờ sáng này anh em sang đấy là thực chiến lại từ ngày mai nữa. Đấy, xong sẽ là quay chia sẻ với các bác tiếp. Đấy, cho anh em là bắt buộc là học là phải thành công. Nên là cố gắng. Bây giờ anh em là cũng mệt rồi. Nên là bây giờ đưa anh em về nghỉ các bác. Gọi cái xe điện để đi về cho đỡ mưa. Phèng cũng xin được cảm ơn các bác đã theo dõi hành trình của Phèng. Cũng mong muốn là các bác xem tiếp tục là cái hành trình ngày mai là các bạn có một bạn quản lý. Cái bạn quản lý ở đấy là cái bạn mà để training để dạy cho các bạn nhân viên đấy. Buổi sáng bạn sẽ dạy lại nhân viên là từ A đến Z. Đấy, thế là anh em sẽ bắt đầu vào tham chiến giống như các bạn nhân viên đấy. Thì đã sẽ chia sẻ tiếp với các bác. Thì Phèng cũng xin chào các bác. Hẹn gặp các bác vào ngày mai. Nào anh em chào các bác. Chào các bác nha. Chào các bác, hẹn gặp các bác vào ngày mai. Tiếp tục là vị trí sau các bác ạ. Mai các bác chiều lớn sao?